anh em mình đi thăm rồi. Còn cái hộ ở đây thì theo chia sẻ của chú Ba Đò là anh em mình chưa thăm đó. Bên kia thì rửa bát. Dạ, rửa thì ở bên đó. Nước múc ở dưới này lóng phèn lên luôn. Dạ, nước mình ra ngoài ngoài sông đó cậu. Ra dạ. Ra ở đây mình đi ra nè, mình múc cái mình lóng phèn mình nữa xài. Dạ. Đi nha. Dạ. Chào gia đình chị, dạ, em dạ, sẽ dạ. Đi thăm những cái hoàn cảnh gia đình khác dạ, nữa dạ. Nha. Dạ. Dạ, chúc gia đình chị năm mới ăn Tết vui vẻ dạ, nha. Dạ, dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại em Phong Bùi và mấy anh em ở đây anh Tiến nữa nè, cùng thăm lại cái khu chợ nổi, nhà mà cái chiếc ghe mục nát nè cô bác quý anh chị. Mục nát. Hôm nay thì có anh Đoàn Đại Trí nè. Thằng này vừa hổm nữa không nè. Dạ. Ở cái hoàn cảnh của cô này đó thì có một người bà. Người bà chở một cái người cháu mà phải đi học hàng ngày trên một cái chiếc ghe như thế này nè. Và cái chiếc ghe này là bà sẽ nhặt luôn lượm ve chai luôn á. Và bà hôm nay thì mình đến đây thì bà có quay trở về bơi với chiếc xuồng đó. Và bà đang đi lượm ve chai mới về hả ông hả? Chú hả? Ừ đúng rồi, bà lượm ve chai mới về đó. Dạ. Cái bé này thì chỉ có 3-4 tuổi rồi, không biết nhiều rồi. Ừ, nhưng mà bé có thể lội rất là hay vì sống theo cái vùng sông nước như thế này. Việc mà các bé biết lội sớm là một điều cần thiết trong cái cuộc sống, tại vì những cái chiếc ghe như thế này á thì nó không có độ an toàn và dễ lọt tổm xuống sông, nên thành nữ là việc đầu tiên là phải tập cho các bé lội. Bây giờ mình sẽ qua bên đây thăm lại nha. 5 tuổi nhưng mà lội hay lắm anh. Biết lội luôn đó hả? Lội cực kỳ hay. Lội cực kỳ hay luôn. Mình sống ở đây lâu chưa chị? Dạ lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Hai mấy năm rồi. Dạ. Tức là nhà chị cũng ở bên Campuchia về ạ? Dạ dạ. Chị sinh ra ở đâu hả chị? Dạ sinh ra Campuchia. Ở tỉnh nào ở bên Campuchia? Có mẹ em ở gần đó, em có gần. À hồi sinh ra là mình còn là chị về đây 20 mấy năm rồi. Dạ. Lúc đó là mới sinh là chảnh là mới có 2 tuổi. Chị 2 tuổi là chị phải về đây. Dạ. À. Ủa hôm nay em gặp anh nhớ em không? Dạ. Anh đang đi đâu về đó? Tính không gài đi Văn Lứ, mà Văn Lứ không gài không có. Dạ. Cái này chở đồ nó ấy rồi không có chở nữa rồi đi Văn Lứ. Ừ. Rồi Văn Lứ hôm nay không có rồi ngồi xả lưới. Dạ, ngồi đang xả lưới hả? Dạ. À anh đi thăm lưới đằng đó đó hả? Không, lưới bữa nay thả bên sông bển á, mà bữa nay không có đi thả. Gió ừ. Qua chứ chạy nước rồi thả không có không. Không gài mình làm gì sống? Thì không gài cũng đi Văn Lứ với gì đó. Chiếc ghe này là của ai đây anh? Ghe của em. Của anh luôn hả? Dạ. Ờ. Thì bên ba mẹ nó không có tiền rồi ông bả nó cho chiếc ghe mua rồi ăn đi chở đồ cho ta. Ghe này là để anh chở hàng mướn ha. Trước đây em lại em đâu gặp ghe này. Có không? Nó đó. À. Chắc tại em không để ý á. Bữa mình đứng trên mũi ghe này mình quay lúc mà kia nó mua ghe hàng đó, mua đồ ăn đó. À. Là lúc đó anh chở hàng hả? À. Ừ. Và đây là cái chiếc ghe mà của bà đây hả? Dạ, bà đi chiếc xuồng. Đi vớt đồ muống, đi cắt rau muống. Hôm nay đi bà đi hái rau muống về kìa. Bà hái rau muống bán cho người ta. Bà hái rau muống bán hả? Như người ta dặn bà hái 10 bó hay nhiêu vậy đó. Rồi bà đi hái. Bao nhiêu tiền anh ha? Bà bán bó có 1.000 à. Một bó 1.000. 1.000 là được bao nhiêu cộng rau muống đó? Bó chừng 10 cộng mấy cộng mà. Ừ. Không biết không, một bó rau muống đó là 1.000 đồng, hơn 10 cộng. Ờ, và bà một ngày chỉ hái được 10 bó thôi. Phải không anh? Cái số lượng đó hả? Ừ. Và việc bà đi hái rau muống, bà nhặt luôn những cái đồ mũ đó kìa. Ờ, nhiều khi ai dặn mới đi hái, thì bà hái không dặn thì bà đi vớt đồ mũ. Vớt 2 ngày mới được một bao. Cái việc mà hái đồ mũ với lại hái rau muống với lại vớt đồ mũ đó thì thu nhập của bà khoảng một ngày khoảng bao nhiêu tiền anh ha? Dạ đồ mũ đó cũng như bà vớt 2 ngày đường bao đó như 1 ký thì được 30 ngàn vậy đó. Để hỏi thăm được tất cả cái mảnh đời ở đây và chia sẻ cái những cái câu chuyện về những mảnh đời Việt Kiều Campuchia hồi hương thì anh em phải chia với nhau để đi thăm từng hoàn cảnh. Và mình với Phong sẽ đi qua một cái cái xuồng bên cái nhà bè bên kia và mình sẽ là người bơi hướng dẫn Phong, hai anh em cùng đi được không? Dạ. Thì tụi mình có chia ra rất là nhiều anh em
mỗi nhà, và sẽ có chia ra mỗi người một ở một hộ, và tụi mình thì sẽ sang sẻ ra. Bây giờ anh Bùi Hồ sẽ chèo chiếc xuồng nhỏ đi sang một vài cái nhà mà mình đã từng thăm, đúng không anh Hồ? Những cái hộ này thì anh em mình chưa thăm được không? Hộ kia thì anh em mình thăm rồi, còn cái hộ ở đây thì theo chia sẻ của chú Ba Đò là anh em mình chưa thăm đó. Bên kia thì chắc có lẽ hình như có một cái hộ mình đã từng thăm, một con chó kìa, em nhớ con chó đó phải không ta? Hình như là hộ này có bà cụ đó đúng không? Bà cụ đúng rồi, mình đã từng thăm hộ này, và hộ hàng xóm kia thì chưa này, và tụi mình đã chiều qua bên đó để chia sẻ với mọi người những cái hoàn cảnh. Và đây là những cái ngày cuối năm rồi, cũng gửi cho mấy đứa nhỏ một ít quà bánh cũng như là một ít tiền để san sẻ cái khó khăn. Cái ở nhà không con? Hả? Mẹ con đi rồi. À, chạy xuống cái nhà. Ở bên đây có cái nhà có người lớn không? Bên kia. Sao không? Cái nhà bên này mình không có. Dạ, chạy qua đá đi. Chó sủa chấm không là sao? Là nó cứ sủa, gặp không ai nó cứ sủa. Mà nó cứ sủa, em nhìn chó sủa đại nha. Cái việc mà chèo xuồng nó khó mà. Khó không, nó cũng sợ chó lái. Dạ mấy anh chưa bơi vậy chứ thật ra thì anh đang mất lái á. Dữ lắm hả? Nhưng mà em không biết bơi thì chiếc xuồng mình nó sẽ trong quay vòng tròn. Quay vòng tròn, còn biết bơi á, người biết bơi á thì nó sẽ là mình xuống thì xuống anh thấy em thấy đẹp luôn, như nào anh đang đang mẹ lái đẩy nước bên đây nè, còn em không thì họ bên kia, nhưng họ bên kia thì có mấy tôm rồi thì là cái họ đây nè, cái giả hơn á. Và mình sẽ vào cái hộ này nè, hộ bé này thì không lớn cho nên là nhưng mà mình phát vài cho bé đi. Hình như là nhà nhà của anh này hôm trước mình có thăm nè, trồng mất thì ở nuôi mấy đứa con đúng không? À đúng rồi, anh bị mất đó. À mình nhớ rồi. À nhà gánh nó là tên gánh. Dạ dạ nhớ rồi, nhớ nhớ rồi, hồi xưa có đi thăm nè. Bỏ lại hai đứa con là còn ba mẹ con đó, đúng rồi. Dạ nhà này tụi con có ghé thăm nè. Lan ơi, Lan có tiền lẻ không, cho lì xì cho biết đi. Cầm giúp anh đi. Chú Hoài luôn. Con xuống nghe giúp chú lên không được. Bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục tổ chức ghé thăm cái hoàn cảnh của chị này. Dạ em chào chị. Dạ. Dạ cho tụi em có thể lên ghe mình được không? Dạ được. Ô, nói ghe nhưng mà thật ra là một cái chiếc bè á. Mà cái chiếc bè này Phong thấy nè. Nó mục hết rồi. Chiếc mốt á. Dạ chào anh. Lên được không? Dạ được, nhưng mà anh buộc này vô tụi giùm tụi em được không? Này là bè hay là ghe anh? Bè. À. Cái này là chiếc xuồng của mình đi á hả? À, cái đó bè mút của chị Hai bên đó đó. Ồ. Đi không? Lên lên. Ôi. Để anh lên trước, để anh lên trước. Đây. Kêu bé cái qua luôn anh. Chị. Dạ. Qua được không đó? Ôi cái chiếc bè mình ở bao lâu rồi mà sao em thấy dáng nó cũ quá ta? Mục hết nè. Dạ cái này cũng lâu rồi cậu. Phong nè, nhìn thấy nè.
Ôi đây là cây chân hương. Cây hương giống như bàn thờ thiên á. Ờ. Lấy cái nồi lau. Ngay cả cái miếng mót như thế này cũng không nỡ bỏ đi nè Phong. Nó đã cũ lắm rồi, nó đã ngấm nước rồi. Mót này nó khi mà nó không vỡ ra thì nó ngấm nước đến một cái độ nào đó nó sẽ tự chìm. Và em thấy miếng mót như thế này bình thường em có thể cầm một tay được, nhưng mà hiện nay không cầm được đâu. Nặng lắm hả? Em gờ, em gờ. Tại vì dồn ở trong cái bè mình đó. Em gờ nó nặng lắm. Rồi nó thấm nước vô. Chắc có lẽ là nhà chị mà cái nơi này là nó miếng này là nó sạch, nó mới nhất á. Tối là chị mọi người ngủ ở đây hả? Dạ dạ. Nhà mình bao nhiêu người đó chị? Hai vợ chồng. Rồi dưới hai đứa con. Đây là chị gái, đây là con gái của chị hả? Dạ. Hai vợ chồng hai đứa con, vậy là nằm sắp lớp như thế này nè. Không, hai chiều hai đứa này nó về, nó có tu với ông này ở dưới này rồi. Chiều á, cũng như hồi đó là mình ở dưới bè này nè, rồi cái mấy nhà như nhà nước á, cũng như là đưa lên khu dân cư, rồi nó ở với cũng như hộ mẹ lên trước, rồi nó ở với ngoại nó, rồi cũng như chiều á với nó về chảnh nó ở nhà ngoại nó. À, chị là sinh ra và lớn lên ở đây luôn hả? Dạ. Còn ba mẹ? Ba mẹ thì cũng ở đây luôn, người ở đây. Người ở đây? Dạ. À. Rồi sao không chọn cái bến nào cho nó không muốn không ở đây thấy nó heo hút vậy ạ? Tại vì cũng như mình chưa có khả năng thôi, cũng như chưa có khả năng, cũng như mình ở đây là từ hồi đời ông nội tới đời cha, rồi ba đời ở trên ghe. À, đúng rồi, ở đây từ nào tới giờ, cũng như đời ông nội rồi tới đời cha, tới đời của cái đứa em là cũng như là sống ở chứ sông không. Cái chiếc rồi. Ghe này là bao bè này là bao nhiêu năm rồi con? Cũng lâu rồi. Mười mấy hai chục, cỡ khoảng mười năm trở lại, cỡ mười năm. Tại vì cũng như mình cái nào hư đó, rồi mùa mua cây đó, rồi mình thêm vô. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 42 tuổi. Cái chị này là năm nay là bao con nhiêu? Bao nhiêu tuổi? 20. Như là chị em? Em con nhỏ này là em con thứ ba. Ở đây là mình làm chạy đò sống không à cậu ơi? Dạ. Gần tới Tết rồi mình chuẩn bị gì chưa? Chưa. Cũng vậy thôi, có sao sống cũng vậy thôi hả? Dạ. Chị cái này mưa nó có dột gì không? Dạ có, nhưng mà mình che mũ ở trên, cũng như mấy cái chiếc cái bển gì đó, như mấy chiếc bè bển gì đó, mình che mũ đồ này kia lên. Nhưng mà đò đây đâu có lúc nào cũng chạy được đâu đúng không anh Hồ? Chị là chạy đò mướn cho ta. Chạy đò mướn, cũng như là đi người ta có người ta điện thoại ra thì mình chỉ là đi gom đồ như khoai lang, củ sắn, khoai ngọt đồ kia đó. Có một cái chiếc xe mà như mình làm chiếc xe như bán dừa, chiếc xe tự chế á, mình chạy lên tới bến xe luôn. Dạ. Là một tấn như vậy đó mình ăn được 200.000, vừa ở đây chở lên với mình tải lên trên tới người xe xăng dầu luôn. Dạ. Ồ, đâu cao đâu. Dạ một tấn gì 200.000. Rồi ở đây cũng như là chờ điện thoại không mà, tại vì đưa nào tới giờ 20 mấy năm mà cậu mình sống cái ngày này. Hai mấy năm nay rồi. Cô có muốn lên bờ không? Dạ. Hay là mình thích quen cái cảnh này rồi? Mình sợ lên bờ đó là cũng như mình ở cái này nó quen rồi, lên bờ sợ nhầm khi mình sống như không có cái nghề nghiệp gì để làm á cậu. Như mình cứ sợ như hoài. Dạ. Rồi như mình sống ở đây thì từ nào tới giờ mình thấy nó quen. Rồi những lần mà cái bè mình thấy nó mục hết à, dáng nó mục hết. Rồi mấy lần mà bão rồi sao? Thì mình cũng đậu bình thường vậy đó. À. Dạ, cũng như mình đậu nó nấn ở trong này thì nó đỡ lắm. Cũng như là ghe cổ đồ kia, như sóng gió đồ kia thì nó đỡ hơn nhiều, đỡ hơn những người ở ngoài sông. Chú là chạy đò còn cô? Thì chạy chung nhau hết trơn, mỗi hai chồng hai đứa con. Hai chiếc luôn? Một chiếc một, còn có một chiếc đó. À, thay nhau chạy cái chiếc nhỏ đây nè. Ừ, chiếc đó đó. Hai vợ chồng chỉ được một chiếc đò. Dạ, một người này đò. Chạy thì không chạy. Hai đứa con thì nó ở trên bờ, cũng như là đồ chở rồi đem vô thì nó trên bờ nó có chiếc xe, nó chở lên tới xe. Cái xe mà tự chế như xe bóng dừa chứ đó. Dạ, chở lên nó trên bờ nó tải đồ nó chở lên tới xe cho ta luôn. À, vậy là chị này lái xe tự chế được luôn hả? Dạ. Cái xe nhỏ mình đó cậu, cũng như cái xe những người mà ta bán dừa tư người ta ra không đồ đó. Có gia đình chị đó, có gia đình chưa? Ủa hay à, cái chiếc xe đó là không lái được đâu. Xe cái đó quen mình mới chạy được.
ở đây thì thấy rất là nhiều người sống trên bè mà bè lúc nào cũng sập sệ ra, cho nên là tụi mình cũng muốn ghé quay những cái thước phim này chia sẻ cho mọi người biết được rằng là cuộc sống bà con ở xóm bè này vẫn còn vất vả lắm. Dạ dạ. Là mình sử dụng nước ở dưới này luôn á hả? Dạ. Vệ sinh thì bên đây. Dạ. Còn rửa dạ, bát. Dạ, rửa thì ở bên đó. Nước múc ở dưới này lóng phèn lên luôn. Dạ, nước mình ra ngoài ngoài sông đó cậu. Ra dạ. Ra ở đây mình đi ra nè, mình múc cái mình lóng phèn mình lấy xài. Dạ. Ba đời sống trên ghe. Dạ, cũng như đời ông nội tới đời cha. Nhưng mà ông già thì hồi lúc đó mình chưa có bơm những mấy cái này lên nè, chưa bơm cái khu vực đó. Là hồi đó mình đậu ở trong cái lòng đó không à. Rồi là cũng như mấy ông nhà nước đó, như hỗ trợ những cho những người mà cũng như là cha mình đó đi lên lên bờ như là bán coi như là bán rẻ đi bán một cái nền khu dân cư đó thôi, khu dân cư mới mình bây giờ nè. Sao mình không làm cái phần máy này nè, làm bằng tôn đó nên cho nó không bị thay lá này lá này mà không? Cái này mình ở nó mát, trời nắng nó mát hơn cái tôn cái thiết mình. Cái thiết mình tới tháng 2, tháng 3 ở chịu không nổi, nó nóng. Dạ. Dạ. Còn lá gì nào mình ở nó mát. Cái chỗ này là mình ăn uống, ngủ dạ, nghỉ dạ. ở đây luôn. Đúng rồi. Đó là không gian bếp. Dạ. Chắc ha. Chắc quá. Tại vì ở có hai chồng, có ổng với tôi ở, còn chiều thì con nó về nhà ngoại, nó ở với ngoại đó. Lúc mà cái việc mà khó nhất là lúc mà thấy những cái nhà như thế này nè, mang thai những đứa bé á, cái việc mà đi đến dạ, bệnh viện rồi. Mà sanh đồ đó không, lúc đó khó dạ, không dạ, chị? Nó khó khăn. Nhưng mà mình ở quen người ta cũng là mang bầu bì á, dạ. Việc mà di chuyển lên xuống, bước lên bước xuống, bước lên, bước dạ, xuống. Đúng rồi. Thật ra thì mình thấy như vậy thôi chứ thật ra bên trong nó có nhiều vấn đề mà nó vất vả. Nấu đây là đồ ăn nó bay mùi ngợp ghê luôn á. Chiên đồ chiên một cái là đúng, đúng rồi. Dạ. Nhà chị ở gọn gàng ghê á. Ở ngoài thì nhìn thấy cái bè nó cũ hết à. Dán dạ. Thì nó cũ hết tại vì nhà có hai người con gái mà. Sắp xếp. Điều mấy đứa này nó về và ngoại nó ở với ngoại nó thì mình cũng đỡ lo được phần nào. Rồi sáng nó đi xuống nó làm tiếp. Dạ. Đi nha. Dạ. Chào gia đình chị dạ, em dạ, sẽ dạ. đi thăm những cái hoàn cảnh gia đình khác dạ, nữa dạ, nha. Dạ. Dạ chúc gia đình chị năm mới ăn Tết vui vẻ dạ, nha. Dạ dạ. Dạ cô bác quý anh chị kết thúc một hành trình vào buổi sáng anh em tổ chức thăm lại những cái làng bè trên Việt kiều Campuchia hồi hương cũng như là những cô bác quý anh chị mà có rất là nhiều đời sống ở trên ghe như thế này. Thì hôm nay thì anh em quay trở lại về thành phố Long Xuyên để tiếp tục những cái hành trình tiếp theo. Cảm ơn cô bác quý anh chị sẽ đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là tất cả anh em ở trong đoàn mình nha.